Ban đầu, Kim Châu Phi của Quang Linh Vlogs chỉ có 2 người là anh và một người bạn. Sau đó không lâu, team anh đã có thêm 4 thành viên, đều đến từ vùng đất anh đang lưu trú. Kim Châu Phi bao gồm Quang Linh Vlogs, Hùng Kaka, Đông Paulo, Nguyễn Tiến, đội nông nghiệp Châu Phi. Ngoài những người Việt, team còn có sự tham gia của nhiều người Châu Phi thân cận như Lindo, Victory. Tính đến thời điểm hiện tại, kênh YouTube của Nguyễn Tiến Vlogs đã đạt hơn 500.000 lượt đăng ký và hàng triệu lượt xem từ những video anh đăng tải. Không chỉ đơn giản chỉ là một YouTuber, anh còn là một người truyền cảm hứng cho giới trẻ. Một người cống hiến hết mình trong những công việc thiện nguyện, giúp đỡ người dân ở Angola. Hoạt động bằng cả sự nhiệt huyết của mình, Nguyễn Tiến đã cùng team Châu Phi của Quang Linh hỗ trợ người dân Angola những phần quà là lương thực, thực phẩm thiết yếu, quần áo. Hơn nữa, anh còn là một trong những người hỗ trợ xây dựng nhiều dự án cộng đồng cho người dân bản địa. Nam YouTuber có nhiều dự án hỗ trợ người dân có sự góp mặt của anh như khoan giếng, mang điện đến những thôn xa, xây trường học. Những hành động nhỏ mang lại ý nghĩa lớn. Hoạt động thiện nguyện của team nói chung và của Nguyễn Tiến Vlogs nói riêng đều nhằm mục đích mang đến những giá trị tốt đẹp nhất, nâng cao đời sống cho bà con bản địa, xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Châu Phi. Một trái tim nhiệt huyết, một tuổi trẻ năng động chính là yếu tố tạo nên một Nguyễn Tiến Vlogs tuyệt vời. Chính sự vui vẻ, chân chất của mình và những video đầy ý nghĩa đã giúp Nguyễn Tiến nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả. Thời gian gần đây, Nguyễn Tiến Vlog được khán giả biết đến nhiều hơn với danh xưng thuyền trưởng của Quang Linh Vlog. Từ khi gặp gỡ và hợp tác với Thủy Tiên trong những dự án từ thiện, Quang Linh Vlog liên tục được khán giả đẩy thuyền nhiệt tình với Thủy Tiên vì sự đẹp đôi, lý tưởng sống và mang đến nhiều điều tích cực cho cộng đồng người trẻ. Thế nhưng, với tính cách nhút nhát, Quang Linh thường được anh Tiến ra sức trợ giúp. Không khó để nhận thấy, Quang Linh có một sự yêu mến và dành tình cảm đặc biệt với Thủy Tiên. Thế nhưng, mỗi khi có dịp gặp mặt, anh chàng thường ngại ngùng không nói gì, khiến anh Tiến Nguyễn thường xuyên phải cứu cánh. Với những màn đẩy thuyền và gán ghép cực chất lượng, anh Tiến Nguyễn nhanh chóng được fan phong cho danh hiệu thuyền trưởng. Theo dõi Quang Linh Vlog, có lẽ khán giả đã quá quen thuộc với một thành viên luôn gắn bó như hình với bóng cùng Quang Linh anh Nguyễn Tiến. Là một thành viên thuộc team Châu Phi, cuộc sống của nam YouTuber cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Nguyễn Tiến là một YouTuber người Việt ở Châu Phi, đang nhận được rất nhiều sự yêu mến từ công chúng. Sở hữu kênh YouTube hơn 500.000 lượt đăng ký. Anh là một trong những thành viên của team Châu Phi, Quang Linh Vlog. Anh và nhóm cùng nhau thực hiện những công việc thiện nguyện hỗ trợ cho người dân ở Angola. Với những video chân thật và ý nghĩa, Nguyễn Tiến Vlogs chiếm được chỗ đứng trong lòng của khán giả. Nguyễn Tiến Vlogs sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, một người con đất Bắc. Hiện anh đang sống và làm việc ở Angola, được biết đến khi tham gia vào team Châu Phi cùng Quang Linh Vlogs và cả thành viên khác. Anh tham gia vào team với mục đích chính là hỗ trợ và giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở Angola, với mong muốn mang đến những giá trị tốt đẹp nhất cho cộng đồng. Trong một thời gian dài sinh sống và làm việc tại Angola, anh đã có cơ hội gặp gỡ với Quang Linh Vlogs, từ đó bén duyên trở thành một YouTuber. Với tính cách vui vẻ, thân thiện và chân chất, anh đã chiếm trọn tình cảm của người xem trong và ngoài nước, luôn gắn bó với Quang Linh Vlogs trong mọi hoạt động. Tiến Nguyễn được xem là người đồng sự và là cánh tay đắc lực của Quang Linh trong công cuộc xây dựng cuộc sống tại Châu Phi. Những video đầu tiên được Nguyễn Tiến Vlogs đăng tải với nội dung là những cảnh hậu trường của team. Chỉ với những video đơn giản đã thu hút được hàng chục nghìn lượt xem nhanh chóng. Sau đó, anh tập trung vào những video có nội dung là những chuyến đi thiện nguyện và những công việc hỗ trợ cộng đồng người dân ở Angola. Bằng những hình ảnh chân thật, mộc mạc từ những video anh mang tới đã thu hút một lượng lớn khán giả cho kênh Nguyễn Tiến Vlogs. Không chỉ mang đến những video chất lượng với nội dung tích cực, mà anh còn mang đến những thước phim đầy tính nhân văn nhờ sự chân chất và hài hước của mình. Anh đã nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả trong và ngoài nước. Vì thế mà kênh YouTube của Nguyễn Tiến nhanh chóng thu hút được một lượng lớn người theo dõi. Để sở hữu nút kênh YouTube,
thu hút sự chú ý trong khoảng thời gian ngắn. Tiến Nguyễn cùng team châu Phi cũng đã cố gắng rất nhiều. Bên cạnh đó, chính bởi sự mộc mạc, gần gũi và hạn chế can thiệp chỉnh sửa đã mang đến cho người xem những trải nghiệm chân thực nhất về châu Phi. Khi mới bắt đầu, những tập ra mắt cũng chỉ có một vài views. Thế nhưng với sự quyết tâm và mới mẻ trong content, kênh YouTube Cuộc Sống ở Châu Phi đã gây hứng thú cho mọi người. Hiện tại, Tiến Nguyễn cùng Quang Linh Vlog đang cùng nhau tạo dựng trang trại mang tên Quang Linh Farm. Được biết, trang trại có diện tích 14 ha tại Bailundo, huyện Huambo, Angola. Đây được coi là trang trại lớn bậc nhất trong khu vực này. Tiến Nguyễn, Quang Linh cùng team của mình dành nhiều tâm huyết đầu tư chỗ trang trại khi đưa cả máy cắt cỏ từ Việt Nam sang để dọn dẹp, canh tác nhanh hơn. Ngoài ra, anh còn tiết lộ xây thêm chuồng trại để chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tổng số tiền mà anh đầu tư vào trang trại lên đến 4 tỷ đồng. Theo tiết lộ từ Quang Linh, đất đai tại Angola rất rộng. Tuy nhiên, người dân ở đây thường không biết cách trồng cũng như chăm sóc, nên thường bỏ hoang, lãng phí đất. Vì vậy, trang trại được nhóm mở ra sẽ giúp người dân có thêm việc làm, cũng như học hỏi được thêm kinh nghiệm trồng trọt. Trên trang YouTube của mình, Tiến Nguyễn cùng Quang Linh thường xuyên cập nhật tình hình các giống cây trồng tại trang trại. Việc team Quang Linh mở trang trại không chỉ giúp bà con có thêm thực phẩm, mà còn tạo việc làm cho rất nhiều người dân ở đây. Với tính cách của mình, anh Tiến Nguyễn cũng không ngại giúp đỡ, trả tiền lương và tặng cả thành quả lao động là những sọt khoai tây, bắp cải cho người làm của mình. Hiện tại, Tiến Nguyễn và Quang Linh Vlux vẫn đang tiếp tục hành trình của mình bằng nhiều hoạt động từ thiện có ý nghĩa khác. Có thể nói, anh đang góp một phần không nhỏ để cải thiện cuộc sống nơi đây. Bên cạnh đó, hình ảnh Việt Nam và hình tượng người Việt trong mắt nước bạn cũng đang tốt lên theo một hướng tích cực đáng trân trọng. Mới đây, anh Tiến Nguyễn là thành viên team châu Phi đầu tiên trở về Việt Nam để ăn Tết quê nhà. Theo như tiết lộ, thời gian tới, anh Tiến sẽ là người thay Quang Linh Vlog để cùng Thủy Tiên tham quan các địa điểm xây trường học trong dự án từ thiện, xây trường cho trẻ em vùng cao. Trước đó, trong một livestream chung của Quang Linh và Thủy Tiên, trang YouTube xứ Nghệ cũng đã tiết lộ anh sẽ không về kịp dịp Tết Dương Lịch để dự buổi tiệc lớn của nàng hậu. Tuy nhiên, vì về đúng dịp, nên Tiến Nguyễn có thể thay mặt người em thân thiết đến để đến chung vui cùng Thủy Tiên. Giữ đúng lời hứa, Tiến Nguyễn đã có mặt tại buổi khai trương và chung vui cùng nàng hậu. Nhiều người hài hước cho rằng anh đã hoàn thành tốt vai trò của thuyền trưởng của mình. Theo dõi các hoạt động thiện nguyện của team châu Phi tại đất nước Angola, cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ bởi sự tốt bụng, tinh thần quyết tâm giúp đỡ người dân của mỗi thành viên. Là một thành viên của team, mới đây, anh Tiến Nguyễn đã có dịp chia sẻ về hành trình làm thiện nguyện của mình. Thông qua những chia sẻ đó, anh hy vọng sẽ góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ ngày nay. Hình ảnh anh Tiến Nguyễn gắn liền với các chuyến thiện nguyện tại châu Phi cùng nhóm Quang Linh Vlog. Anh Tiến Nguyễn cho biết, khi đến một đất nước khác hoàn toàn so với Việt Nam, anh đã gặp không ít khó khăn. Sự bất đồng về ngôn ngữ, lối sống, lối sinh hoạt khiến thời gian đầu anh khá vất vả để thích nghi. Đặc biệt, nguồn nước sinh hoạt cũng vô cùng quý và hiếm, không ít vùng không có điện. Người dân thiếu kinh nghiệm trồng trọt, điều kiện sản xuất thiếu thốn. Đối mặt với những điều kiện ấy, anh Tiến Nguyễn càng có thêm động lực giúp người dân có một cuộc sống tốt đẹp hơn. May mắn thay, anh gặp được những người bạn nhiệt tình, cùng anh thực hiện hành trình thiện nguyện truyền cảm hứng. Bắt đầu giải quyết những khó khăn trước mắt, anh Tiến Nguyễn cùng team châu Phi hướng dẫn người dân trồng một số loại rau Việt Nam, chỉ cách trồng, thu hoạch và chế biến. Team cũng giúp nhiều bản làng có nước sạch dùng cho sinh hoạt hàng ngày bằng giếng khoan, dẫn nước. Nhờ đó, cuộc sống người dân nơi đây đã nhanh chóng được cải thiện. Hành trình nhiều khó khăn, song anh Tiến Nguyễn rất hạnh phúc khi kể về những kỷ niệm. Lần đáng nhớ nhất là lần đi phát gạo cho bà con trong đợt dịch Covid-19. Khi đó, các anh em phải đi qua quãng đường 200 km và trong đó có tới 100 km đường rừng. Lúc đi giữa đường xe chở gạo bị hỏng, chúng tôi đã phải nhịn đói ngồi chờ người đi qua trợ giúp. Khi may mắn gặp được người qua đường, đồng ý cho vận chuyển nhờ, tất cả anh em trong team không thấy ai kêu mệt mỏi
cho dù phải tự tay bốc hàng trăm bao gạo, chuyển từ xe này sang xe kia, anh kể. Không chỉ quan tâm đến cuộc sống người dân, anh Tiến Nguyễn còn luôn trăn trở làm sao để các em nhỏ có điều kiện học hành. Thế nên, anh đã cùng team xây dựng cho các trẻ em mồ côi một trường học tại thành phố và một trường học cho bản nghèo. Ngoài ra, dự án thắp sáng đèn năng lượng mặt trời ở các nhà văn hóa của các bản đã và đang thành hiện thực, thể hiện tinh thần hướng tới cộng đồng cao đẹp của anh. Trong thời gian tới, anh Tiến Nguyễn đặt mục tiêu tiếp tục đồng hành cùng team Châu Phi, giúp đỡ những người dân nghèo. Song song đó, anh vẫn sẽ thực hiện công tác thiện nguyện dành cho những hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Thời gian qua, cuộc sống cũng như công việc kinh doanh của team Châu Phi nhận được sự theo dõi lớn của mọi người. Tại miền quê nghèo ở Angola, Quang Linh cùng những cộng sự của mình đã có loạt hoạt động từ thiện ý nghĩa như hỗ trợ người dân xây nhà, sửa trường học, phát gạo, dầu ăn miễn phí, đào giếng khoan để cung cấp nước sạch, mở rộng hệ thống tưới tiêu, hướng dẫn người dân cách làm nông sao cho hiệu quả, dạy người dân cách làm đá sạch. Nhờ đó mà cuộc sống của bà con nơi đây ngày càng được cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, anh cũng không ít lần giới thiệu những món ăn hấp dẫn của Việt Nam với người dân Angola như bún riêu, mía đá, bún chả, nem rán, sầu riêng, bánh chưng. Chưa hết, Quang Linh còn dạy cho người dân nơi đây tiếng Việt, cũng như cho họ xem các video đến từ Việt Nam để giới thiệu về văn hóa quê nhà. Nghĩa cử cao đẹp của anh nhận được nhiều tình cảm của công chúng, đặc biệt là người dân Angola. Song bên cạnh đó, cũng có không ít thắc mắc với Quang Linh rằng tại sao lại giúp Châu Phi trong khi Việt Nam cũng nghèo đói. Tuy nhiên, được biết, team Châu Phi vẫn rất thường xuyên làm từ thiện tại Việt Nam. Mới đây, vào dịp về Việt Nam ăn Tết, anh Tiến Nguyễn đã đại diện team Châu Phi đến trao quà cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Quang Linh cho biết thời gian tới, team của anh sẽ còn tiếp tục có nhiều hoạt động ý nghĩa khác cho cộng đồng trong và ngoài nước. Trên đây là thông tin mà kênh Tiểu Sử Ngôi Sao đã tổng hợp được về YouTuber, TikToker Tiến Nguyễn của team Châu Phi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn cho chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.